Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em, quý vị, các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em tiếp tục lên cho các bác xem một máy cơ xích Estin mới S024 các bác nhé. Hàng tuyệt phẩm, đẹp cực kỳ, nhức nách luôn các bác nhé. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em mới về được một con cây cưa máy móc đẹp cực kỳ, Estin 10S024 đời cao, có xả áp ở đây này các bác nhá. Đó, máy móc xả 2 ốc lam. Đời rất là cao các bác nhá. Máy móc thì zin từ A tới Z cho các bác. Một cây cửa đẹp tuyệt cú mèo luôn các bác nhá. Đó. Cây này thì không phải lăn tan gì nữa rồi. Đó, đây thì em để cho tháo vỏ để cho các bác nhìn qua nội thất của em nó sẽ như thế nào các bác nhá. Đó. Máy móc bao zin cho các bác, hàng đẹp tuyển chất lượng, bãi chuẩn Đức. Đó. Máy móc zin nguyên bản. Cái này thì em đã tháo sẵn rồi đấy, chưa có vặn ốc đấy, để em tháo cho các bác quay video cho tiện nhất có thể các bác. Đó. Tổng thể nội thất của em nó đây. Zin từ A tới Z các bác nha, từ cục nhún này, máy móc zin này. Đó, lửa liếc zin từ nguyên bản luôn các bác nhá. Đó, giày chưa hề thay thế gì cả. Máy móc bao đảm bảo cho các bác chưa bung biếc máy móc. Nó có phần tí này dưới này thì nó hơi bị bẩn tí xíu thôi. Còn máy móc thì đẹp, nhức nách luôn các bác nha. Đó. Máy móc cực kỳ đẹp. Đó. Phần vỏ háo gió của nó đây, đều dập Estin cả các bác nhá. Đây. Đó, đều dập Estin. Tất cả linh kiện của dòng Estin thì đều có dập nổi Estin các thứ bác nhá. Đó, cây lam này là lam mặt cắt 40, lam 40 phân 45 cm, made in Germany. Đó. Máy móc cực kỳ đẹp, chuẩn zin nguyên bản từ A tới Z. Đó, mã số ký hiệu của con này thì em sẽ đọc luôn các bác nhá, để cho các bác nhìn ạ. 133529318. Đó. Đây là mã số của cái máy. Zin từ A tới Z các bác, hàng tuyệt cú mèo, lâu lâu mới có được một cây đẹp như thế này đấy các bác nhá. Đó. Và con này thì giá của nó thì các bác nào muốn tham khảo giá thì có thể liên hệ qua em là số điện thoại 0354392929, hoặc là kết bạn qua Zalo cho em, số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Đó. Liên hệ qua em thì em sẽ báo giá cho các bác. Con này thì nói chung là giá của nó thì không hề rẻ các bác nhé. Đó, giá sẽ cao hơn giá thị trường của những dòng máy cưa 024. Con này nói chung là máy móc đẹp mà, hàng bãi đẹp thì đương nhiên giá nó sẽ cao hơn rồi, không thể nào mà nó bằng được máy xấu được. Đó. Thì các bác nào muốn tham khảo giá thì liên hệ trực tiếp qua. Còn con máy này thì em đảm bảo cho các bác ri 100%. Đó. Không phải lan tan gì cả. Máy móc cực kỳ đẹp nhé các bác nhé. Bồ của nó đây ạ. Màu đẹp, chẳng quá là ok. Đó. Con này thì về các bác sưu tầm cũng như là về xài thì không phải lăn tan cái gì rồi. Đó. Rồi, và bây giờ thì sẽ qua phần test nổ, thì em sẽ ráp vào để test nổ cho các bác nghe tiếng máy nó sẽ như thế nào các bác nhé. Chỉnh cũng dọn nổ ngon lành được các bác nhé. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Còn máy cưa Estin 10S024 cực kỳ đẹp. Đó, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929,
hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Zalo thì em cũng xài số đó luôn các bác nhé. Chào các bác, hẹn các bác ở video sau.